Xin chào các em học sinh yêu quý. Trong buổi học hôm nay, chúng ta cùng nhau chuyển sang một bài học vô cùng quan trọng, đó là bài tích có hướng của hai vectơ. Thì trong chương trình thì uh, bài uh, bài học này nó chỉ nằm ở trong sách giáo khoa nâng cao. Tuy nhiên, kể cả các bạn học theo chương trình cơ bản hoặc theo chương trình nâng cao thì các kiến thức về tích có hướng của hai vectơ được ứng dụng hầu hết các kiến thức ở trong phần Oxyz này. Đấy. Thì tích có hướng của hai vectơ là gì và có ứng dụng như thế nào trong các bài toán? thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài bài học ngày hôm nay. Để trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu thế nào là tích có hướng của hai vectơ. Thì trong không gian với hệ trục tọa độ O, X, Z cho hai vectơ. Vectơ U có tọa độ là x1, y1, z1 và vectơ V có tọa độ là x2, y2, z2. Khi đó tích có hướng của hai vectơ được định nghĩa là một vectơ. Các em chú ý này, tích có hướng khác với tích vô hướng tích vô hướng của hai vectơ là một số thì tích có hướng của hai vectơ là một vectơ. Vì vectơ là đại lượng có hướng mà, đúng không nào? Tích có hướng của hai vectơ là một vectơ và được ký hiệu như thế này. Đấy, ký hiệu uv đấy Phải. và trong cái ngoặc vuông này. Đấy, còn có một ký hiệu khác nữa là kiểu uh, ngược lên đúng không? Nhưng chúng ta chỉ nói chung là chỉ cần cần biết một cái, cái ký hiệu này thôi. Tích có hướng của hai vectơ uv ký hiệu là UV trong mắc vuông thì tích có hướng được tính như sau nhá thì các mình dung này tích có hướng của UV thì em nhìn U là x1 y1 z1 em chú ý lại này V là x2 y2 z2 khi đó tích có hướng của hai vector UV sẽ là một vector và vector đó được tính như sau em nhìn này đầu tiên ta để đó là chính là các định thức thôi đầu tiên bỏ cái x1 y2 đi bỏ cái cột cái trục hoành thì bỏ cái 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 cột đầu tiên đi, bỏ cái cột x đi nhá. Thì còn y1, y2, z1 z 2. đến cái cột thứ hai thì ta bỏ cái y đi đúng không? Cột thứ hai bỏ tông đi. Và cái này lại ở uh, cột thứ hai ta phải đảo vị trí z với là x. Đấy. Sang cột thứ ba. Ta sẽ bỏ cái chiều cao đi đúng không? Bỏ z đi. Thì còn x1, uh, x2, y1, y2 và ta sẽ tính định thức y hệt như là đính uh, cái công thức tính đạo hàm của hàm bậc nhất trên bậc nhất đó. Ta lấy dấu huyền trừ đi dấu sắc nhá, lấy dấu huyền trừ đi dấu sắc. Này, y1z2 trừ đi y2z1. Tiếp một cái thứ hai này, x2z1 trừ đi x1z2 chưa nào. Đấy, tiếp tục này. À, đến cái thứ ba là x1y2 trừ đi x2